bám víu vào thì quý vị sẽ đi từ đầu A cho tới cuối tận cùng. Bởi vì khi mà một người mà khởi lên cái tư tưởng quá khứ, họ không bao giờ họ ngừng lại ở cái đầu của cái tư tưởng hết, mà họ đi tận cùng của quá khứ đó. Họ giống như là một cái người mà du lịch để mà đi mà quan sát cái quá khứ của mình ở trong cái niệm đó. Do đó người tu đầu tiên là phải hàng phục khách trần. Vì vậy mà Đức Phật dạy trong cái đoạn kinh này là phải xét rõ cái cội gốc của phiền não. Vì quý vị nên nhớ rằng mỗi chúng sinh có sự phiền não khác nhau, chứ không ai có phiền não giống nhau hết. Có người thì ưa thích cảnh vật của thiên nhiên, có người thì ưa thích những cái cảnh vật của những cái con ngựa, hay hoặc là có những người họ ưa thích những cái bàn cờ tướng, rồi có những người thì họ ưa thích những giai nhân. Thành ra tùy theo cái sự ưa thích đó để mình biết rằng cái tâm của mình, cái khách trần của mình nó nghiêng về đâu nhiều. Để chi? Để mình nhổ cái, mình diệt trừ cái khách trần đó, tức là mình biết rõ cội gốc phiền não của mình. Quý vị, bây giờ quý vị không biết cội gốc phiền não của mình, nhưng mà quý vị chỉ cần xếp chân lại, ngồi im lặng nhắm mắt lại, quý vị xét soi coi cái tâm mình nó yếu về cái thứ gì, nó bị cái gì làm cho mình nghĩa là điên đảo gì thứ đó. Cái gì mà làm cho quý vị điên đảo đó, tức là nó cội gốc của phiền não. Bởi vì như thầy trình bày nhiều lần là trên con đường mà tu hành để mà đạt thánh vị, để mà đạt đến cái cứu kính Niết Bàn, thì chúng ta không thể nương theo một vài quyển sách rồi tự mình tu mù. Quý vị tu như vậy cũng được, nhưng mà thật sự ra luống công và vô ích, mà quý vị còn mất một khoảng thời gian dài của cuộc sống. Nhiều người á, cái bản ngã rất cao, họ không muốn đến để quy y vị thầy. Bởi vì những người mà bản ngã rất cao thì họ thấy rằng họ bằng thượng đế rồi, họ cao quá rồi, thành ra họ không muốn lễ lại ai hết. Họ tự họ tìm những cái phương pháp trong cuốn sách nào đó rồi họ nghiên cứu. Và những người này thường thường họ trả những cái quả rất là đắt, họ trả những cái nhân quả rất là đắt, là tại vì những kinh sách hầu hết đó, không có ai biên mà trọn vẹn hết. Những người đó họ biên vẫn còn, nó còn thiếu sót. Do đó khi mà quý vị tập luyện theo những phương pháp đó, quý vị sẽ đi đến cái chỗ không được an vui. Tại vì cái người biên họ giấu đi một hai phần ở trong đó, mà chỉ cần ở trong cái phương pháp tu mà một hai phần mà quý vị không rõ là rất là mệt. A Di Đà Phật, nên nhớ điều này. Quý vị nên nhớ rằng ở trong cái võ thuật cũng vậy. Một cái đường quyền ngày xưa khi mà vị thầy truyền cho mình nó đầy đủ 100%, nhưng mà tới mình cái mình truyền lại cái mình giấu mất một cái phần vỏ đi, rồi tới đời đệ tử của mình truyền lại nó lại mất đi một phần nữa. Do đó sau này những cái võ thuật lần lần nó biến mất, nghĩa là những cái hay. Cũng như trên đường tu cũng vậy, những vị mà tu họ truyền cho những đệ tử của họ, rồi đệ tử của họ thấy phần này hay quá, sợ rồi mình điên ra chúng sinh lấy hết của mình đi. Hay gì đó Phật, đây là cái tâm rất là nhỏ nghe, sợ lấy hết mình đi, thành ra điên không đủ. Thay vì 100% thì họ biên chừng 80% thôi. Do đó quý vị tu phải cẩn thận điều này. Họ dạy mà dạy không đến nơi. Do đó khi mình tu mình bị những cái hoàn cảnh mà mình không biết tại sao, cẩn thận điều này. Còn quý vị mà quy y với một cái bậc minh sư đó, quý vị nên nhớ những bậc minh sư mà người ta hoàn toàn đến với quý vị bằng cái tâm từ ái, đến với quý vị bằng một cái tâm tình thương của Bồ Tát, họ thương đệ tử lắm. Đệ tử giống như là khúc ruột của họ vậy đó, họ thương vô cùng. Họ có thể hy sinh cho đệ tử, chứ họ không nỡ nhìn đệ tử của họ nó trên cái sự đau khổ. Chính vì vậy mà những vị minh sư này họ truyền hết cho những quý vị những gì qua kinh nghiệm hiểu biết của họ. Do đó quý vị may mắn mà gặp những minh sư đó thì nên cố gắng.
tu hành để mình đạt được đến cái sự giải thoát. Trong cái đoạn kinh này, Đức Phật dạy rằng nếu mà chúng sinh muốn tu hành, muốn chứng được cái quả vị Như Lai, thì đầu tiên là phải suy tìm cái cội gốc của phiền não, để mình biết tất cả những cái căn trần hư vọng mà mình uống dẹp và hàng phục nó. Quý vị tu hành giống như là quý vị dẫn những cái binh tướng hùng mạnh để mà hàng phục những cái kẻ nghịch khách trần. Mà giờ quý vị không biết dụng tâm quý vị ở đâu, quý vị không biết khách trần quý vị nó ở đâu, thì bây giờ dầu cho quý vị có trăm vạn hùng binh, có trăm ngàn thiên binh tướng ủng hộ quý vị, thì quý vị cũng chẳng làm được gì. Rồi lâu ngày binh tướng quý vị nó mỏi mệt, binh tướng quý vị nó không tìm được những cái người mà thù địch với nó để mà nó được, nó là múa đao, múa nó được múa đao và múa múa gươm, thì tự nhiên nó đâm ra chán nản. Do đó quý vị không đánh mà quý vị tự thua. Như vậy thì cái người tu cần phải biết rõ cái nguồn gốc của phiền não của mình, rồi từ đó biết chỗ giặt rồi mình mới dụng công của mình để mà mình phá nó. A Di Đà Phật, điều này rất là quan trọng. Chẳng hạn thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ trong tâm của quý vị cái niệm sân nó quá lớn, chỉ cần nghe ai nói đến cái tên của mình hay là nghe ai nói đến cái dòng họ của mình là quý vị không cần biết là người ta nói tốt hay nói xấu cái gì, cái niệm sân của quý vị bộc phát. Thì bây giờ cái pháp tu mà niệm mà trị cái bệnh sân á, chỉ có dùng cái phương pháp từ bi quán thôi. Do đó mình biết rằng mình sân thì tu theo pháp từ bi quán thì nó đi rất nhanh. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà mình phải biết cái cội gốc của phiền não để mình sử dụng pháp tu cho nó đúng chỗ, đúng nơi. Và Đức Phật còn dạy A Nan cùng với đại chúng trong cái đại hội Thủ Lăng Nghiêm, trên con đường tu hành để mà hàng phục cái lục căn thì phải tùy căn mà mở gút cho nó. À, A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ rằng những cái căn ở trên thân quý vị, căn là gì? Tất nhiên là nhãn căn, là coi như là căn của mắt nè, căn của tai nè, căn của mũi nè, căn của lưỡi nè, căn của thân nè, và căn của ý. Như vậy trên đường tu hành là mình phải dùng phương pháp để mà mình ngăn chặn cái lục căn. Bởi vì cái lục căn này nó rất là nguy hiểm. Cái lục căn này mà nó tác ý với lục trần, có nghĩa là sắc thinh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, thì nó sẽ bị nó bị lục trần này nó sai sử. Do đó nó phản bội với tâm mình, nó sẽ làm giặc, nó cướp hết những cái của báo thanh tịnh mà từ trong bản thân mình nó có. Mà như đã Phật, bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như tâm quý vị bình thường, quý vị không có bao giờ quý vị khởi nên một cái niệm nào mà sân hận hết, nhưng mà có một hôm quý vị gặp những người bạn chơi thân quý vị, nhưng rồi những người này họ không đối với quý vị bằng cái lòng thiệt tình của tình bạn, mà họ đối với quý vị bằng cái sự mà kêu là cũng như là họ dùng cái tình bạn mà họ gạt lừa dối quý vị, thí dụ vậy đó. Thì bây giờ họ là một cái hình ảnh của khách trần bên ngoài, căn quý vị là căn mắt nó nhìn thấy, và khi quý vị dùng cái ý để quý vị phân tách đối phương, thì quý vị thấy rằng cái người này đến với mình bằng cái sự dối gạt thì sao? Thì lập tức cái ý căn quý vị nó sanh ra cái sự sân giận. Như vậy cái sự sân giận này nó không phải là từ trong tâm nó phát khởi, mà tại vì nó do cái sự kết hợp giữa cái cặp mắt thấy quý vị, giữa cái ý phân biệt quý vị cùng với hình ảnh ở bên ngoài, thành ra nó tạo tác lên cái sự niệm sân. Mà khi mà cái niệm sân nó nổi lên thì cái sự thanh tịnh trong bản tâm quý vị tự động nó mất. Quý vị thấy không? A Di Đà Phật. Như vậy có phải chăng là lục căn quý vị nó làm mai mối, nó làm giặc mai mối cho cái lục trần, nó cướp mất đi của báo của quý vị? Do đó quý vị phải cẩn thận trong khi mà quý vị tu.
cái trong cái lục căn quý vị, mình thường đừng có mở cửa, mình phải đóng lục căn. Có việc gì cần sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý thì quý vị sử dụng hạn chế, bởi vì mình là người tu, mình không mở hết cái cửa lục căn. Mở hết nó sẽ giao tiếp với vật bên ngoài, nó lấy hết cái châu báu thanh tịnh ở trong cái con người của mình đi. A Di Đà Phật. Nhiều khi quý vị tu là quý vị gom từng phước báo, nhưng mà rồi khi mà quý vị nổi sân lên thì sao? Một niệm sân nó cháy hết tất cả rừng công đức mà quý vị đã quân tập không biết bao nhiêu kiếp trong cái đời sống của mình. Do đó cẩn thận điều này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời chân Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chi ba. Con xin lỗi. Chi hai. Chỉ rõ sự ràng buộc và siêu thoát của thế giới chúng sinh. A Nan, thế nào gọi là thế giới chúng sinh? Thế là dời đổi. Giới là phương hướng. Nay ông nên biết những phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới là giới. Còn quá khứ vị lai, hiện tại là thế. Phương hướng có 10. Số lưu chuyển của thế gian có 3. Hết thảy chúng sinh dệt cái vọng mà thành như vậy. Nơi sự dời đổi trong thân, thế và giới vậy. Thế và giới gắn bó với nhau. Nhưng cái tính của giới đó, tuy là 10 phương, song có chỗ nhất định, có thể chỉ rõ. Thì thế gian chỉ nhận phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phía trên, phía dưới, thì không có vị trí rõ ràng. Ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ rồi, nhưng với số thế thì 3 lần 4, 4 lần 3, xoay dần là số 12, nhưng luôn 3 lớp. Một chục thành trăm, thành nghìn, thì tổng quát trước sau, ở trong 6 căn, mỗi mỗi có thể đến 1.200 công năng. A Nan, trong 6 căn đó, ông lại xét định chỗ hơn, chỗ kém. Những nhãn căn xem thấy phía sau thì tối, phía trước thì sáng. Phương trước toàn sáng, phương sau toàn tối. Kể cả ngó qua bên phải bên trái thì 3 phần chỉ thấy được 2. Tóm lại công năng của nhãn căn không toàn diện. Trong 3 phần công năng thì 1 phần không có, vậy nên biết nhãn căn chỉ có 800 công năng. Như nhĩ căn nghe khắp 10 phương không sót, động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không có bờ bến, vậy nên biết nhĩ căn đầy đủ 1.200 công năng. Như tỷ căn ngửi biết cả lúc thở ra thở vào, chỉ trong lúc thở ra thở vào mà còn thiếu trong lúc hơi thở giao tiếp, xét nơi tỷ căn 3 phần còn thiếu 1, vậy nên biết tỷ căn chỉ có 800 công năng. Như thiệt căn phô bày cùng tục trí thế gian và xuất thế gian, lời nói có chừng hạn, nhưng lý thì vô cùng vô tận, vậy nên biết thiệt căn đầy đủ 1.200 công năng. Như thân căn biết xúc trần, biết các cảm xúc trái và thuận, khi hợp thì lại biết, khi rời ra thì không biết. Rời chỉ có 1, hợp thì có 2. Xét nơi thân căn 3 phần còn thiếu 1, vậy nên biết thân căn chỉ có 800 công năng. Như ý căn thầm lặng dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong 10 phương 3 đời, dù thánh hay phàm, không pháp nào